Xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh vừa đi bấm biển số xong, hoàn thiện xong cái con xe Wicker 230, một cái con xe quốc dân của nhà Isuzu. Thì hôm nay Khanh sẽ làm clip báo giá cũng như là thủ tục mua xe bên công ty Khanh cũng như là thủ tục ngân hàng như xe như thế nào cho anh chị nào mà mới lập nghiệp, còn một con xe nhỏ nhỏ như cái con này là có tải trọng 1.9 và 2.4 của Isuzu để anh chị tham khảo nha. Thì cái mẫu hôm nay giới thiệu cho anh chị là mẫu Isuzu Wicker 230, thì nó có thêm cái mẫu 210 và 270 nữa. Nhưng cái mẫu này là nó khác cái hai cái mẫu Khanh vừa nói, là thùng nó ngắn, thùng nó chỉ có 3.6 thôi. Còn như hai cái mẫu kia là thùng dài 4.3. Anh chị nào tham khảo đi mà đi hàng ví dụ như đồ mỹ nghệ hay đồ mà không còn thùng dài trên 4m thì lấy cái loại này, nó vừa túi tiền hơn so với lại cái mẫu kia. Thì giá cả thì Khanh nói cho anh chị dễ hình dung. Thì đợt này giá xe nó từ 10% thuế VAT, bây giờ nó chỉ còn 8%, nên là giá xe nó cũng giảm theo. Bây giờ giá con xe này, giá chiếc xe chỉ còn có 460 triệu thôi, 460 triệu. Thùng thì thùng tiêu chuẩn thì nó rơi là tầm khoảng 42 triệu, 42 triệu nữa là tầm khoảng 502, thì tính chẳng 500 cho anh chị là xe thùng chưa giấy tờ tính riêng đó. Và đợt này ngân hàng hỗ trợ vay rất là cao, anh chị chỉ còn đưa trước cho bên em tầm khoảng 100 triệu thôi là có thể nhận được cái con xe phiên bản thùng tiêu chuẩn rồi. Thủ tục thì chỉ còn là căn cước hai vợ chồng và giấy đăng ký kết hôn, và đặc biệt là anh chị được cái nợ xấu giùm em nha. Đợt này ngân hàng nó lúc trước thì nợ xấu nhóm 1, nhóm 2 thì nó còn chăm trước cho, bây giờ là nợ cứ có nợ xấu là nó không có hỗ trợ, và nếu mà muốn hỗ trợ em xử lý vẫn được, nhưng mà cái kiểu đó thì để cho ngân hàng đứng tên, nên nó rõ ràng cho anh chị để anh chị khỏi mà bất ngờ khi mà anh chị đi mua xe. Rồi lãi suất bây giờ ngân hàng nó cũng giảm rồi, giảm so với hôm tầm khoảng 2-3 tháng trước, thì giờ nó lãi suất nó đang giảm đến tầm khoảng loanh quanh từ 10 tùy theo ngân hàng nha. Thì Khanh nói chung chung thì nó rơi vào tầm khoảng 10.5 cho tới 12 tầm đó thôi, anh chị dễ hình dung. Còn khi mà anh chị liên hệ với em thì em sẽ coi nguồn thu của anh chị như thế nào, thì em sẽ đưa qua một cái ngân hàng nó hợp lý cho anh chị nhất đó, để có một cái lãi suất nó thấp nhất. Nếu anh chị nguồn thu ok ổn định thì mình đưa qua cái ngân hàng lãi suất nó tốt, còn như anh chị nào mà chứng minh không được nguồn thu thì em sẽ đưa qua cái ngân hàng lãi suất nó nhỉnh hơn một xíu thôi, nhưng mà nó không ép khách hàng chứng minh nguồn thu, là chỉ cần tra CC không bị nợ xấu là ra thông báo luôn, rất là đơn giản, không cần đi thẩm định, không cần chứng minh nguồn thu gì hết, làm cái rẹt xong đó. Và nếu mà trên lệch giỏi lắm tháng tầm khoảng 100-200 ngàn tiền lãi thôi đó, nên là anh chị yên tâm mấy cái con đó. Nên là Khanh luôn tìm hiểu cái ngân hàng nào mà giá cả ít mua các phí phát sinh, cái khoản bảo hiểm cho khách hàng, làm sao để khách hàng có một con xe mà tiết kiệm chi phí tối đa để mà anh chị làm ăn. Tại vì thời buổi bây giờ anh chị cũng thấy rồi, kinh tế mình đang bị suy thoái rất là khó khăn, nhiều doanh nghiệp bây giờ là phá sản đóng cửa. Anh chị để ý đi trên quốc lộ 1 á, rất là nhiều mặt bằng trả mặt bằng, ta cho thuê mặt bằng đầy hết luôn, nhưng mà đâu ai thuê đâu, tại vì bây giờ người ta kinh tế rất là khó khăn. Nên là Khanh cũng hiểu được cái cảm giác mà anh chị đi làm ăn như thế nào. Và ngay cả Khanh, cái việc bán hàng của Khanh lúc trước tháng bán 10-20 chiếc, bây giờ tháng bán có vài chiếc, 10 chiếc là nhiều đó. Nên là Khanh biết anh chị cũng khó khăn, nên là Khanh sẽ tìm tới những cái chỗ nào thùng đóng hợp lý đẹp để làm cho anh chị, chỗ nào ngân hàng lãi suất hợp lý mà không bắt ép mua khách hàng mua này nọ thì mình làm. Còn như có những cái trường hợp khách hàng phải mua những cái khoản bảo hiểm thì khách hàng đó là bị nợ này nè, hoặc là vay cao, như cái anh chị mua xe này trả trước, như cái con xe này 500 mấy triệu mà trả trước có 100 triệu à, là nó trả trước có 20% à, nên là hỗ trợ anh chị tối đa luôn chi phí. Nên là anh chị mà muốn biết chi tiết cứ nhắn tin cho em tư vấn rõ ràng cho anh chị, nên là anh chị không có lo sợ mập mờ. Có nhiều khách hàng đi mua xe vào những đại lý người ta không nói rõ, là cứ đặt cọc vô rồi đi tới đâu gỡ tới đó, cứ đi và jumper home là phát sinh, thì tạo ra một cái cảm giác ức chế cho khách hàng. Còn Khanh bán cho khách hàng là anh chị ơi, cái giá này là bao gồm những cái này cái này, rồi còn chưa bao gồm ví dụ như cái FBK. Khanh nói rất là nhiều lần, như cái điểm hình cái xe này nè, anh chị ra biển số mình muốn đẹp thì mình ép cái FBK nó tốn gì 400 ngàn, là trước sau hai bên 400 ngàn, đó là Khanh nói rõ ràng. Còn như không thì không quan trọng, thì Khanh không biển số vô, chỉ phát sinh như vậy đó. Còn như mà đẹp như đây, anh chị nhìn cái con xe này đây 400 ngàn, cụ thể là nó như vậy, nhưng mà mình phải nói rõ 400 ngàn nó không lớn, người ta bỏ cái xe nửa tỷ ra ta mua là còn được, nhưng mà mình cái nào phát sinh thì phát sinh, mình phải nói cho khách hàng chứ. Mình cứ nói khách hàng bao trọn gói, nhưng mà đến lúc mà phát sinh chừng 100 ngàn mình cũng là khách hàng cũng không hài lòng nữa. Khi nào mình nói trọn gói là trọn gói, còn cái nào mình không trọn gói là không trọn gói. Đó là nhiều anh chị đi mua xe em tư vấn rõ, khi bởi vậy khách hàng lên mua xe của em rất là vui vẻ,
đó, mình cứ nói rõ về tẹt ra, đừng có mập mờ, được anh chị đưa thương anh chị ủng hộ, không được thì thôi hẹn anh chị dịp khác, chứ không có vụ mà anh chị cứ đặt cọc đi rồi em tính cho, rồi tính là tính như thế nào đó. Đó là nhiều cái trường hợp như vậy, nên anh chị đi mua xe cũng lưu ý giùm em cái trường hợp đó, đi mua ở đâu cũng vậy, mua chỗ Khanh cũng vậy, mua chỗ khác cũng vậy, nên là phải hỏi rõ những cái nào bao gồm giá cả, bao gồm những chi phí gì đó. Như anh em nói với anh chị là giá con này là 406 chassis, thùng 42, em lấy chẳng mình 40 là 500, là bao gồm như thế này đó. Bây giờ anh chị ra phía sau là 500 triệu thì anh chị sẽ bao gồm xi bạc, thùng bạc như thế này đó, tất cả như thế này. Còn như cái lường này là phát sinh riêng nha đó. Thì cái con xe này nó khác cái thùng tiêu chuẩn một xíu là cái lường inox này, tay khố bản lề inox này, cái vách áp cabin inox này, thì em sẽ báo giá cho anh chị luôn. Thì cái con xe này, cái lường inox nó chạy xung quanh thùng như thế này, nó phát sinh cho em 4 triệu, anh chị phát sinh giùm em 4 triệu nha. Rồi em sẽ tư vấn rõ, cái kênh của em thì em rõ ràng lắm, còn như anh chị đi mấy chỗ khác không có ai tư vấn rõ như em đâu. Anh chị cứ xem đi, tất cả các kênh trên YouTube á, người ta tư vấn là chung chung thôi, còn em làm rõ ràng hết. Anh chị thuận mua vừa bán cũng được, hiểu mô em không sao. Còn như cái chỗ mà bản lề tay khóa hết con xe này phát sinh cho em là 2,5 triệu nha. Còn như cái vách áp cabin như thế này, dập lá men inox như thế này, phát sinh cho em 1,5 triệu đó. Em tư vấn rõ ràng, anh chị được anh chị thương anh chị ủng hộ, chứ không có vụ mà giá cả rồi nói tới lúc rồi anh chị cứ mua đặt cọc mua rồi giá cả sao tính sao, không có. Mình cứ rõ ràng từ đầu, khách hàng được thì khách hàng ủng hộ, chỉ cần đưa trước 100 triệu là có thể nhận được xe thùng tiêu chuẩn. Còn như mấy cái Khanh mới nói phát sinh nè, 4 triệu nè, 2,5 triệu với 1,5 triệu là nhiêu, là 8 triệu, tao phát sinh có 8 triệu là được có cái thùng như thế này, nó quá đẹp luôn, là tầm khoảng là 501 giá xe thùng như thế này. Còn giấy tờ mình tính riêng nha, giấy tờ thì nó rơi vào tầm khoảng gần 20, đợt này thuế giảm nên là nó cũng giảm theo tiền giấy tờ. Con này thì thùng nó ngắn lắm chị, thùng dài có 3,6, bề ngang của nó là 1,850 và chiều cao của nó 1,870 đó. Con này Khanh thường bán cho khách hàng đi đồ mỹ nghệ, chở gỗ rồi nè, rồi chở gạo nè, ta thích lấy cái thùng ngắn ngắn, với lại anh em cung đường miền Tây hoặc là những công ty mà người ta không cần thùng dài, công ty nó nhỏ rồi ta đi vào cái hẻm nhiều thì ta lấy con xe này nó dễ quay đầu hơn so với những cái con xe thùng dài. Thùng dài thì nó quay đầu nó vướng cái thùng, thì con này thùng có 3,6 thì nó dễ hơn so với những cái con xe còn lại đó. Thì con xe này thường thường nó cạnh tranh trên thị trường thì nó cạnh tranh với lại như là Hyundai hoặc là Kia, nhưng mà Kia thì chắc không có cửa so sánh được với con này. Thì có Hyundai, nhưng mà đợt này Hyundai cũng không có bán lại thằng Isuzu nữa. Isuzu nếu mà phân khúc xe tải nhỏ, Isuzu vẫn là vô địch. Isuzu giờ người ta quá chuồng đi, nó làm mẫu mã rồi quá đẹp đi, giá cả cũng quá hợp lý đi. Như anh chị thấy con này lúc trước mà phiên bản đầu tròn nha, phiên bản đầu tròn lúc trước Khanh bán tầm khoảng 2 năm trước thì giá nó dao động tầm khoảng 506-507 lăn bánh. Bây giờ chỉ có đây Khanh tính nếu mà lấy thùng tiêu chuẩn nha, nó rơi vào tầm khoảng 502. Khi tới 502 đó là lăn bánh được rồi, 502-503 tùy theo tỉnh. Đó tầm lăn bánh nó rẻ hơn quá trời luôn. Mà bây giờ có một cái cabin mới, cabin vuông, rồi kính hộp. Đó, đẹp chưa, anh chị thấy một con xe nó thay đổi vì khách hàng như thế này là một cái hãng xe rất là tuyệt vời đó. Và cái động cơ con xe này nó cũng được nâng cấp lên nha, động cơ lúc trước là 2.771 bây giờ lên là 2.99, là kêu 3 chấm rồi, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu mà rất là khỏe nữa nè. Vậy Khanh mở cái động cơ lên cho anh chị xem luôn. Thì Khanh review thì ít khi Khanh mở động cơ lắm, nhiều anh chị cũng kêu là sao không quay cái động cơ, thì xe mới con nào nó cũng vậy, động cơ thì nó cũng y chang, chứ xe cũ thì mình còn quay cái động cơ mình cho coi nhớt nhau này nọ. Còn xe mới con nào cũng vậy, động cơ Isuzu với dung tích máy 2.9 4 xi lanh đăng hàng có turbo tăng áp đó, quay vậy thôi chứ biết quay gì. Khi anh chị lên anh chị xem xe thì anh chị rờ vô thì còn được, chứ nhiều anh chị kêu Khanh không quay xe động cơ, nói về thùng không à. Thì đúng rồi, xe ở đâu cũng như vậy, chủ yếu là cái thùng hơn nhau là cái tay nghề đóng thùng thôi, anh chị hiểu rõ giùm em khác biệt ở chỗ đó. Bây giờ anh chị muốn em quay động cơ thì em quay động cơ, làm hài lòng tất cả khách hàng đó, được chưa? Vậy là quá ok cho khách hàng chưa? Với giá là 500 triệu cho phiên bản xe thùng tiêu chuẩn, còn option kia tính riêng nha. Thùng tiêu chuẩn là như cái này nè anh chị nè, đó anh chị coi nè, đó nguyên bản gì luôn nè, lường tay khố rồi là bằng sắt hết nha, chỉ mình được cái vách ngoài là inox 430 vậy thôi, còn riêng nhiêu là sắt hợp, sắt đen hết, được sơn hết đó, y chang vậy. Còn như muốn sơn đỏ đỏ thì nó phát sinh thêm xíu thôi. Phát sinh thêm xíu vậy thôi, tiền sơn thôi đó. Giá cả hợp lý cho anh chị, để anh chị thuận mua vừa bán ủng hộ em đó. Thủ tục thì rất là đơn giản, xe thì lúc nào cũng có sẵn hết, thùng thì đóng dùng dăm ba hôm là xong, nhanh gọn cho anh chị. Rồi chút nữa em sẽ lên mẫu QKR 210 nữa cho anh chị, nếu anh chị nào mà
cần tư vấn về cái mẫu 230 hay 210 hay là bất kỳ một dòng xe tải nào thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em hoặc là cứ gọi cho em, thì em sẽ có nhân viên gọi lại điện thoại tư vấn cho từng anh chị. Xin lỗi anh chị nha, ở đây gần quốc lộ nên là nhiều khi xe nó chạy nó hơi ồn một xíu, anh chị thông cảm giùm em. Đó là anh chị nào mà cần tư vấn thì cứ nhắn tin qua Zalo cho em. Với lại cái nhiều khi cái Zalo của em nó đang trong tình trạng là đầy bạn, full bạn á, mà kết bạn không được á, thì anh chị cứ nhắn tin đi. Em trả lời liền, em tại vì cái điện thoại em kinh doanh mà em thường xuyên em cầm điện thoại lắm, em trả lời nhanh lắm. Hoặc là cứ cho em số điện thoại, nhắn máy cho em cũng được, em sẽ gọi lại rồi em sẽ báo giá cũng như tư vấn thủ tục mua xe cũng như là số tiền hàng tháng trả góp như thế nào, hay là thủ tục pháp lý còn những gì đó, như thế nào cho anh chị để anh chị dễ hình dung hơn. Rồi bây giờ chắc em sẽ kết thúc video tại đây. Nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu mua xe thì cứ nhắn tin cho em nha. Xin chào và hẹn lại anh chị ở video tiếp theo.